Xin chào quý vị các bạn. Anh em chúng mình sẽ làm món chuột hấp. Món chuột hấp riêng xả. Đấy, xả lót xong à. Riêng đây. Riêng thì chỉ cần sắt vướng thôi. Tí nữa có thể ăn cầm miếng riêng ăn luôn. Chuột đã được làm sạch, thui vàng. Anh mất lấy đũa đi rồi. Chuột này anh em mình đã ướp gia vị rồi nhá. Gia vị của nó thì cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ có tương và bột canh thôi. Tương bần anh nhỉ? Tương bần, bột canh mới lại mịt chút, mịt chính, thui vàng này. Đã thấy chuột nhìn thui vàng rất là ngon. Ông anh đồng ý hôm nay ngoài trang trại nhà anh bảo là bắt được rất nhiều chuột đất. Để chuột đất quý vị các bạn nhé. Và ông sẽ đãi cái món chuột đất hấp xả riêng. Và một chút nữa thôi mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cái mùi vị của nó quý vị các bạn nhé. Anh em mình sẽ tiến hành cho một nửa thôi, thì nó có hai con chuột đất thôi. Nên anh em mình sẽ cho một nửa lon bia vào, sẽ tiến hành đi cho lên bếp để hấp. Cái xong này bây giờ cực hiếm đấy. Xong này, xong này bây thời giờ của hồi môn ông bà cưới ông bà cho đấy chứ. Cái xong này bây giờ cực hiếm luôn này. Cho nó cái xong như này. Cái này quý lắm rồi. Quá quý. Đấy anh em mình cứ đánh nồi lửa lên. Chuột này chắc hấp nó chỉ khoảng tầm 20 phút thôi kìa. Mất rồi. Đây quý vị các bạn thấy nó đã sôi rồi. Sau đó ta cho nhỏ lửa thôi, đun khoảng dìu dìu đấy 4-5 phút nữa. Cứ nhỏ lửa một đời không khê. Ở đâu? Thấy món chuột đã có thành quả rồi. Ui giời. Nếu gọi là ngon ba cháy à. Ui giời ơi. Anh ơi, ngon này người ta gọi là ngon người ơi. Anh em phía trong gọi là ngon nhất cái nách. Các vị cảm thấy là món chuột của anh em mình đã thành công rồi. Cái này đúng không anh? Và trên lưng của nó anh em mình rắc một ít lá chanh thái nho. Mình sẽ tiến hành cắt cái món chuột hấp riêng xả và bia. Anh làm luôn một cái đùi chia sẻ cái mùi vị đến quý vị các bạn. Em xin. Cái này có vẻ như không phải lắm. Bây giờ đừng bảo anh ngừng đi. Cô thầy bán rau mà đưa tiền. Đưa vào mồm đó. Mình mời mọi người nhá thưởng thức cái món chuột đất hấp bia riêng xả. Xin mời mọi người nhé. Dai nhỉ, da của nó giòn, dai giòn, dai giòn thật thật đấy. Hôm ấy lá thủ nào mà thui mà vàng thế nhỉ. Ui trời, tuyệt vời á. Ngon không anh? Tất cả các bạn nhá, mời anh em nhá. Ok anh. Video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.